Nghi vấn Ngô Kiến Huy bí mật hẹn hò với người đẹp kém 9 tuổi, lộ hai du lịch dịp lễ. Ngô Kiến Huy lộ hai hẹn hò với bạn gái kém 9 tuổi, cầu đồng mạng nhốn nhào trước những hình ảnh được cho là cả hai du lịch dịp lễ cùng nhau. Mới đây, netizen được dịp xôn xao trước đoạn clip được cho là Ngô Kiến Huy bị bắt gặp du lịch dịp lễ cùng người yêu tin đồn kém 9 tuổi Uyên Andy theo hình ảnh cắt ra từ clip, Ngô Kiến Huy và Yunendi cùng xuất hiện trong một vlog của một youtuber. cụ thể, cả hai vô tình lọt vào ống kính camera khi người này đi leo núi. sự việc nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra, xác nhận đây là hình ảnh cách để thơm cả hai được cho chia sẻ hình ảnh check-in cùng một địa điểm. chính vì vậy, dân tình cho rằng Ngô Kiến Huy và bạn gái tranh thủ hẹn hò du lịch cùng nhau vào dịp nghỉ lễ. trước những hình ảnh nhiều người không quá bất ngờ bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên Ngô Kiến Huy vướng nghi vấn đang hẹn hò với bạn gái kém 9 tuổi. Trước đó vào năm 2021, Ngô Kiến Huy lộ hai hẹn hò với Uyên khi cư dân mạng sẽ được hình ảnh cả hai thường xuyên dùng đồ đôi, du lịch riêng, check-in cùng một địa điểm, nuôi chung thú cưng, thậm chí ở chung nhà. Dù lộ rõ những bằng chứng hẹn hò, thế nhưng Ngô Kiến Huy chưa lên tiếng hay phản hồi bất kỳ thông tin nào từ những nghi vấn trên. Uyên Andy từng lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm với nam MC và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Mặc dù phủ nhận, nhưng người đẹp sinh năm 1997 nhiều lần bị soi chi tiết hẹn hò với Ngô Kiến Huy. Theo đó, những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của Uyên Andy trùng với những hình ảnh Ngô Kiến Huy đăng tải. Chính vì vậy, dù Uyên Andy có phủ nhận, netizen vẫn đinh ninh cả hai đang hẹn hò.